Thì đây là Winham Thanh Thủy và nơi mà chúng tôi sẽ giúp quý vị các bạn, những người yêu sức khỏe, đam mê sức khỏe thì hãy đến đây để chúng tôi sẽ cho quý vị tắm khoáng vào luyện tập nha. Xin chào quý vị các bạn, hôm nay tôi xin được chia sẻ một số kiến thức thêm để quý vị các bạn tham khảo. Và nhân đây cũng có một số câu hỏi và tôi xin được trả lời với các học viên tại lớp Cảm Xạ Online, thì chúng ta sẽ lắng nghe nhé. Đá thạch anh thì như chúng ta đã biết là có năng lượng rất là dồi dào, và trong cấu tạo phân tử của thạch anh thì 3.000 lần độ dung trong một phút, cho nên là luôn luôn tái tạo năng lượng tốt, có thể thanh lọc được tất cả các nguồn năng lượng xấu độc. Chính vì vậy mà trấn trạch và nâng sinh khí, hóa giải tà vong bằng đá thạch anh kết hợp với phương pháp của mật tạng thì chúng ta sẽ được thành công. À, nhà chung cư thì mình đặt ở phía trên. Nhà chung cư đặt ở phía trên. À, không phải chung cư mà để lên trên cũng được không thầy? Để lên trên cũng được, nhưng mà nó sẽ không tốt bằng nếu như nhà mà có mặt đất mà mình có nhiều tầng ấy, thì mình đào xuống thì là rất chuẩn, là vĩnh viễn căn nhà đó. Năng lượng khi mà đá của thầy xong ấy, chúng ta sẽ thấy là lên tới 20.000, trên 20.000 hết, rất là mạnh. Và chúng ta ngủ nghỉ, chúng ta sống và chúng ta con cái chúng ta trưởng thành lắm. Rồi xin mời người khác. Ai đấy ạ? Dương. Con chào thầy ạ, con là Nhung Lê ạ. Nhung Lê. Rồi xin chào Nhung Lê, xin mời. Vâng. Vâng, xin mời. Đây ạ. Đưa thầy giúp con ạ. Vâng. Rồi, năng lượng cái này được 7.500, tức là ba nhà tôi xem thì chưa nhà nào đạt được cái chỉ số trung bình cả. 7.500 thì đương nhiên rồi, nói chung là cũng thế thôi. Tuy nhiên là không mất nhiều tiền hơn là cái người mà có 5.000 Bovis. 7.500 thì cao hơn một chút, nhưng mà cũng có mất tiền. Đó, rồi cũng có bệnh tật, ví dụ như là bệnh mất ngủ hoặc là mê sảng là có. Đó. Đấy, thỉnh thoảng là bị bóng đè là có. Đấy, thí dụ như thế. Có đúng thế không? Dạ mới vâng, đúng thì mình nói đúng người ta, mọi người còn nhà nghe. Nhà con ông xã còn bị ạ. À? Đấy, thấy chưa? Ông xã còn bị. Thấy chưa? À. Đó. Thì nó là như vậy đó. Rồi xin cảm ơn. Thầy ơi, đây là ở phòng ngoài gian bán hàng của con, còn đây là ở trong phòng khách của con thầy ạ. Đây. À. Rồi để Nguyên thầy xem. Rồi để Nguyên thầy xem. Cái phòng khách này nó lại còn thấp hơn nữa nhỉ. Phòng khách này nó chỉ còn có 5.500 thôi. Đấy lại là một điều báo động đấy nha. Tức là cái long nó có những con đường đi, những cái con trùng ở dưới đất nó có con đường đi mà nó từ thấp nó lên cao, thì cái chỗ mình đang đứng kinh doanh ý, nó lại là được hơn ở trong cái phòng khách đấy. Cho nên là nếu mà cần thiết thì sau này liên lạc với thầy sau. Rồi xin mời người khác. Vâng ạ, thầy. Xưởng may này tôi chấn là 54 viên, chưa kể là phòng của tổng giám đốc và các nhân viên. Đây là đang chấn xuống dưới đất, bởi vì xưởng này có rất nhiều cái hiện tượng lạ xảy ra, đó là các công nhân đang may thì bị vong nó nhập vào. Và bây giờ tôi sẽ quay một số cái hố để chúng ta thấy thôi. Còn ở đây là tôi đã làm là cứ cách một cột bê tông, cột thép là cách nhau 8 mét là một viên 9 kg cho đến 9 kg rưỡi thạch anh. Xin mời quý vị xem nhé. Quý vị các bạn đang thấy nha, cứ mỗi một cột là phải một viên, là 8 mét một viên đây này. Không sai đây này. Đó là toàn những viên 9 kg không ạ. Giao tiếp đằng kia nha, đều có đá nha. Để tôi zoom lại cho đỡ phải đi này, mỏi chân lắm vì cái công ty lớn lắm. Đó, đá tôi xếp sẵn này. Đây các em nó đang ấy để lát luôn. Lấp trong lát luôn. Đó, đây tiếp tục.
Đây, các bác thợ hồ đang chuẩn bị đó lắp gạch. Vâng, cảm ơn các quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi cái chương trình Cảm xáo Nguyễn Ngọc Sơn chúng tôi, và chúng tôi luôn luôn đưa lên những cái phương pháp làm chấn trạch đơn giản, hiệu quả và luôn luôn bằng năng lượng của đá thạch anh, để chúng ta thấy rằng nguồn năng lượng là quan trọng. Và cái phương pháp tôi đang làm đây là một phương pháp để cân bằng năng lượng âm dương tất cả cái địa bàn mà công ty đang làm. Cái thứ hai nữa là chúng tôi làm một cái chủ quyền, cũng giống như chủ quyền biên giới, hải đảo của một đất nước. Cho nên khi làm được cái việc này thì tất cả những con trùng ở dưới đất, hoặc là những cái về vong linh hay là hệ thống tâm linh mà nó không ổn định thì bắt buộc phải ổn định lại từ đầu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin mời quý vị xem tiếp các chương trình tới, chúng tôi đều đưa lên những phương pháp chấn trạch hay ở tại nhà riêng và ở nhiều nơi khác nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các video tiếp theo. Xin đừng quên nhấn nút like, chia sẻ video và nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút chuông để chúng ta có thể đón nhận được nhiều video mới nhất của chuyên gia cảm xạ Nguyễn Ngọc Sơn. Xin chào, tạm biệt quý vị và các bạn.